Vâng ạ, chào mừng khán giả trở lại với trang Kỳ Cục Ngày Xưa. Hôm nay lên 3 cây tuyệt phẩm luôn. Hai cây của Pháp, có trong đó cái chữ H và một cây cơn. Cơn thì là cơn chữ to mà còn nguyên tem, lại nguyên siêu luôn. Rất là sướng. Trước vào cây Bacchanal xa nhiều em cho ra tốt, đây là mã số 1 nhá. Vâng, đi rất là nhanh đấy, vì số lượng về rất lớn luôn. Đây là cây Amabazang, Pháp Sơn Thập Kỷ 1950 nhá. Và con này xay càng 145, xay ngang là 140. Vâng, còn rất là mới đấy. Và đây là mắt mà nâu trà nhạt nhá. Cái dòng trà nhạt này hay ở chỗ là bác này đi được cả buổi tối đấy, thế mới sướng. Thứ hai là mình có thể ngồi, mình ví dụ như là bác nào mà hay ngồi máy tính này, hoặc là mình hay đi đường nhiều buổi tối ấy, thì là nó đỡ bụi, nó cảm nó rất là tốt đó. Nói chung là vào cái thời tiết mà mùa đông hay là mùa xuân để đi cái mắt nhạt là rất ok. Mùa hè thì mình có thể đi vào thời tiết sẩm tối như mắt nhạt này hoặc buổi tối rất ok. Riêng mắt nhạt này bác có thể đi vào buổi tối rất là ok đấy. Và Amabazang bản là các Pháp Sư Thập Kỷ 1950, con này sai càng 145, sai ngang 140. Và ở cầu giữa nó có chiếc amo và hai trận vuông đó biểu tượng lưu quán từ ngày xưa chuôi ven nguyên zin. Và vẽ còn khá trắng, khá đẹp, khá đều nhá. Và đây là cầu giữa đấy, chữ amo và hai trận vuông nhá, rất là rõ ràng. Bây giờ đi sang cái càng bên phải, nó có cái chữ đó là Amo Marari đấy ạ. Amoama de Prancé nhá, xuất sắc nhá. Và ô văn ghê nhá, thế mới sướng. Đây là mã số 1 nhá, Amoama Pháp Sư Thập Kỷ 1950, chuẩn ao nhất nhá. Chuẩn ao nhất thì quá an tâm, vì yên tâm rồi, không phải nghĩ ngợi lăn tăn con là gì cả. Và bác nào ở Hà Nội gần đó có địa chỉ nhà em xem phí của sơ đồ lính Mỹ nhé. Bác tỉnh sẽ hết sinh tâm bằng phương tiện biểu điện ô tô máy tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất cũng gửi phương tiện đó là gian gửi 1-2 ngày, chặn 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Vâng, cái kính này em xin giao lưu với giá là 8 triệu đồng 80k, giá 8 triệu đồng 80k. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản thì bác ship, đó là ship code là đặt cọc 100 đến 200 tùy theo chiếc kính. Về thời gian gửi hàng sẽ gửi từ 1 đến 2 ngày, chặn 3 ngày. Về thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ sáng cho đến 2-3 giờ, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần không nghỉ nào kể ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến số quán đi thẩm định ý cổ xưa. Bác điện thoại trước là em nguyên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, đúng Đà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu tất cả về kính đồ cổ. Đấy là một trong những cái giá trị lớn nhất của bán số đồ cổ xưa lâu năm, thương hiệu 25 năm một địa chỉ số điện thoại, tất cả kính đồ cổ bác có chọn địa chỉ ở số điện thoại lâu năm trong nước, ngoài nước phải thế. Đây cũng là kinh nghiệm, còn đối tượng nó chỉ có mỗi số điện thoại không thôi, không có địa chỉ, gạt luôn, đó là đối tượng amateur, khẳng định điều đó luôn. Đấy là kinh nghiệm nhá. Và xong mã số 1 nhá, 8 triệu đồng 8.000k, Amabazang Pháp xưa chuẩn áo nhất nhá. Tiếp theo là mã số 02. Mã số 2 đây là cơn chữ viên hoa chữ to đời Trung. Thập kỷ 65-75, con này nguyên tem nguyên siêu nhá. Đây. Đây bao còn mới đầy đủ copole nhá. Bao còn mới cắm cửa luôn. Ý mới sướng. Đây này. Đây là cách sử dụng kính và bảo quản bác này. Đấy. Bác lưu ý nhá, các bác ví dụ như là bỏ kính này, bỏ cái kính và cái len ở cái mắt này ở trong trước này, hai càng cho ra ngoài và mình cuốn khăn lót là để làm sao nó không xước mắt. Đấy là rất là ok nhá. Đấy. Bây giờ em rút ra này các bác xem nhá. Đấy, em rút ra này. Đấy, thấy không? Đấy, rút ra này. Đấy. Rút ra nhá, đấy. Đấy, bọc khăn này. Đấy. Đấy. Nguyên siêu nhá và nguyên tem nhá. Lại là còn hàng bọc vàng chữ viên hoa chữ to, nó thì quá ok rồi. Không còn gì phải lăn tăn băn khoăn nghĩ ngợi. Dòng new này thì không phải giới thiệu nhiều. Gầm cầu dưới giữa là AO 12K ghép xuất sắc nhá. Và hai cái nó chiều 5/2 biểu độ lưu Amme thì cái nó optics của 12K chữ viên hoa gọi chữ to nhá. Ô văn ghê nhá, mới cắm cửa nhá. Sướng lắm. Và đấy ạ. Xuất sắc nhá, không có điểm gì để mà chê nhá, mới cắm cửa nhá. Đây là mã số 02 nhá. Và cơn chữ viên hoa chữ to đời Trung nhá. Và nguyên ta nguyên đai nguyên kiện nguyên siêu nhá. Và giá cái là 18 triệu 300 nghìn một tánh 300k, giá là 18 triệu 300 một tánh 300k. Hiện giờ là em đang về mấy cây, hôm nay em về thêm mấy chục cây nữa thì nó còn giá tốt nữa cơ. Đấy, thế mới sướng nhá. Và đã xong mã số 02 rồi nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái mã số 03. Mã 3 là con cây chữ H thì nó cũng rất là ok luôn. Nói chung ba cây này nó đều tuyển chọn chất lượng luôn để các bác chơi nó sướng. Đây là mã số 03 này. Mã số 3 đây là con Lamy CH này, con này size càng 145, size ngang 13,7 nhé. Con này ve sừng, thế mới hiếm.
tức là ve sự chui sừng ve sừng à, thế mới hay. Con này xe càng 45 xe ngang 13,7 nhá, đây là la mi chất của Pháp xưa thập kỷ 50 60 chuẩn ao nhất nhá. Tất cả chuẩn ao nhất thì nó quá ok rồi, không được gì phải lắm. Con lăn tăn ạ. Vâng, và box vàng là sáng lên gương, nó làm thật hàng dởm hàng giả, nhái nó trẻ có đêm 3 4 ngày. Và đối tượng hàng dởm hàng giả, nhái nó sẽ không công khai địa chỉ đâu, nó chỉ ghi mỗi số điện thoại không thôi. Nhưng đối tượng này hay bán trên một số trang nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook và một số các trang thương mại điện tử như là mua bán chứng khoán vn, mua bán 24h.vn. Hết sức cảnh giác cao độ nhá. Vì cái này là nhiều bác bị dính rồi, em phải chia sẻ thẳng thật luôn. Một số bác mua giống hệt kính này giá khoảng từ 4 triệu cho đến 8 triệu, từ 3 triệu cho đến 8 triệu nhá. Thì bác tí là xem giá cái này bao nhiêu. Em sẽ tí em sẽ nói luôn một số cái địa chỉ bán rởm giả nhái ở Hà Nội cũng như ở trong các tỉnh miền Nam luôn. Chơi thế mới sướng. Ở cầu giữa nó có hai chuyện vuông ve sừng nhá. Đó là thông tin thông số kính nhá. Đây là mắt thủy tinh nhá và mắt nâu trà nhá. Hai càng là đều có cái chuyện vuông, đó là biểu tượng logo hãng nhé. Vâng, xuất sắc luôn đấy, không có điểm gì để chê đâu ạ. Vâng, hai cây này là rất là mới ạ, nghe không? Rất là mới luôn nhá. Vâng, La Michiat của Pháp xưa thập kỷ 1950 1960 chuẩn ao nhất nhá. Vâng, giá cây này là 15 triệu 300 nghìn, 15 nghìn 300 k. Thế tại sao một số bác mua một cái giá từ 3 triệu đến 8 triệu? Ở cái địa chỉ đâu, địa chỉ là ngõ 216 Cô Linh, phường Long Biên, Long Biên, Ô Đông Mác, Ô Đông Tác, rồi ngõ Lan Ba, Hồ Bát Cát, Hồ Thiền Quang, Hồ Văn Quán, Thanh Xuân, Hà Đông, vứt đi hết tất cả các địa chỉ amateur. Bởi vì sao? Đối tượng không có hình ảnh, không phải con người, giọng nói không tròn vành con tiếng, không có địa chỉ và số điện thoại lâu năm, mà chỉ có thỉnh thoảng mới thay đổi, thỉnh thoảng là có địa chỉ đưa lên nhưng mà nó lại xóa đi, nó lại giấu đi đấy, là thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại liên văn tục, địa chỉ cho khuất chứ có hình khó tìm. Thế là quá rủi ro dành cho tất cả khách hàng các bác. Tất cả kính đồ cổ mình phải chọn địa chỉ số điện thoại song hành gắn liền trên tường kim tuyền và phải lâu năm, tối thiểu là trên 20 năm đổ ra, tối thiểu trên 20 năm đổ ra nhé, 25 năm một địa chỉ số điện thoại luôn luôn ở trên tường đấy. Lưu ý với các địa chỉ số điện thoại 25 năm rồi nhé. Một số bác có thắc mắc là sao mà 20 năm không hỏi, đây là trên 25 năm rồi nhé. Và từ bác tính từ năm 98 99 giờ là bao nhiêu năm đấy. Một số bác chẳng hạn như một số bác ở Hải Dương thắc mắc vấn đề này, em nay em giải thích lại luôn là địa chỉ số điện thoại 25 năm nhé, bởi vì là cứ tính từ năm 98 đến 9 cộng lại bây giờ bao nhiêu năm. Đấy, em chỉ chia sẻ thế thôi. Đấy. Giá cái này là 15 triệu 300 15 100k nhá. Lam chắc của Pháp xuất thập kỷ 1950 1960 chuẩn ao nhất nhá. Tất cả kính cái đồ cổ mua chuẩn ao nhất bao giờ là ok, kể cả quần áo hiệu. Còn chuẩn ao 2 sản xuất tại Nhật tái bản thập kỷ 80 90 nghìn thì chất lượng nó sẽ kém hơn. Tuy nó có mới hơn nhưng không có độ bền, nó không bằng được. Đây là kinh nghiệm đấy nhá. Vâng. Tiếp theo là mã số 04. Mã số 04 đây là cái bộ tua vít đa năng thôi. Bộ này thì là em cũng chia sẻ rất nhiều nhưng mà tuy nhiên để em rất là cẩn thận luôn luôn để chia sẻ lại để các bác, một số bác biết được. Bộ này có giá là 300.000 300k nhá. Vâng. Đây ạ, bộ này đấy ạ. Vâng. Đây là hai cái đầu khẩu nhá. Hai đầu khẩu đây này, hai đầu khẩu này. À, hai đầu khẩu này. Còn bên này thì là ba cái tua vít hai cạnh, ba tua vít bốn cạnh, bốn tua vít lục lăng, đầu lục lăng. Hai cạnh nhỏ, hai cạnh to, bốn cạnh nhỏ, bốn cạnh to và lục lăng nhỏ, lục lăng to để vặn mở ốc sao hoa khế nhá. Và cái này các bác dùng cho tivi, đầu dàn loa, đồng hồ kính mức bật lửa nhá, rất ok ạ. Bởi vì giá chỉ 300.000k, rất nhỏ gọn, các bác đi đâu có thể cầm tay bỏ túi quần túi áo rất là gọn, mà chỉ có 300.000k thôi, mà rất hữu ích. Có thể mình đi đâu mình mua đồng hồ, mua cái gì đấy mình tháo đằng sau ra mình xem cấu hình máy của ví dụ hai máy ảnh cái gì đấy, rất là ok, mà chỉ có 300.000k nhá. Vâng, rất là cảm ơn các bác luôn luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Các bác mua kính của đồ cổ là không nên nhìn vào lượng đăng kính trên chọn trang, vì nhiều đối tượng xấu là nó mới làm 1 năm, 2 năm, 3 năm đã 10.000, 20 người, thậm chí 3 người đăng ký kênh. Vì đối tượng thuê vị thứ ba quảng cáo marketing xem để like review được kênh theo dõi mà. Kênh YouTube em triển khai là tại nhà là 2 năm năm, mà bán trên kênh YouTube là 8 năm mà chỉ có hơn 40 đăng ký kênh, vì bên em làm cách hữu sạc tự nhiên, cách chân tình chân thật, chia sẻ rõ ràng nhất, gốc rễ gan dạ vấn đề tất cả cảnh mặt trái sổ em nói luôn. Mặt trái sổ thì em nói quá nhiều rồi, không nói lại bên này nữa. Từ bộn điện thoại mạo danh, rồi bộn đa cấp trá hình, rồi bộn tự bất động sản cùng với ngân hàng huy động vốn thông qua hình thức gửi tiết kiệm linh hoạt, xong là gửi trái phiếu hoặc các đầu tư nổ thẳng luôn, không ngại luôn đấy. Địa chỉ 16 Phạm Hùng, tập đoàn Sunshine Group câu kết với cả ngân hàng Kilong Bank huy động vốn qua hình thức tiết kiệm linh hoạt với cả trái phiếu, em nó thẳng luôn, không ngại đâu. Bởi vì sao? Bởi vì những công ty tập đoàn mà làm ăn sai cùng với ngân hàng làm sai là em nổ nói lên luôn, để các bác đã biết là anh em con cháu người nhà các biết nắm bắt và tránh ra, không phải rơi bẫy vào đấy. Là làm hơn một năm nay rất nhiều các nạn nhân không chưa được lấy tiền. Tại sao là Hà Nội rất nhiều nó cứ chỗ đấy là hay biểu tình, bởi vì là không trả tiền người ta đang phải biểu tình rồi đấy, là em chia sẻ luôn. Bởi vì
một số bạn bè em nó bảo là gần nhà gần đấy nói chuyện đấy ảnh hưởng cuộc sống của người ta đấy, cho nên là các em phải nói để nói là các bác biết là để biết phòng tránh ra. Và bác đã lưu ký trang cái cổ xưa đúng không, cái kênh like share nhiều để mỗi khi lên kênh thì chúng tôi sẽ gửi tin nhắn cút 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 luôn, điện thoại luôn một ngay cho nắng, nó sẽ chặt được các bạn.